Hôm nay tự hào vì đã có đào tạo ra những thế hệ học sinh đã có ích cho gia đình, địa phương, xã hội. Đó là nhờ sự chỉ đạo, dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo, là cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Đó là niềm vui của các thầy và trò trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, là hạnh phúc vô cùng lớn lao cho những người làm cha làm mẹ như chúng tôi. Một lần nữa tôi xin gửi lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc tới toàn bộ quý thầy cô, các anh chị nhân viên đã và đang công tác tại trường trong buổi lễ trang trọng hôm nay. Cảm ơn các anh chị là trưởng phó ban đại diện, cha mẹ học sinh, các lớp đã cùng đồng hành cùng nhà trường trong suốt thời gian qua. Qua đây, thay mặt ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, chúng muốn nhắn gửi đến toàn thể các con đang là học sinh của nhà trường, hãy tích cực rèn luyện, luyện tài, chấp hành tốt nội quy của nhà trường, hãy học tập rèn luyện để xứng đáng là một học sinh. Đó cũng là món quà có ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô nhân dịp 20 tháng 11. Xin gửi lời mạnh khỏe, hạnh phúc đến toàn thể những người học sinh của cô nhân dịp 20 tháng 11. Thầy ơi, giáo sư tận tâm với con chữ, hàng lên những bức tranh, trang